chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu đến các bạn về sản phẩm máy sắt gạo liên hoàn mới nhất, nhỏ gọn và tiện dụng. Đây là một máy sắt gạo liên hoàn này, trên là bóc gạo lứt này, trên bầu bóc gạo lứt này, dưới sắt trắng này, đường ra chấu này. Đấy, bên này ra cám. Đấy, mẫu này là mẫu hộp để bà con xem tổng thể của chiếc máy. Về ngoại hình rất đẹp, rất nhỏ gọn. Kích thước của máy rất là gọn nhá. Kích thước này chiều ngang này, bề ngang này khoảng 50, 60. Nó là hình vuông, gần như hình vuông. Nên bà con nó không tốn diện tích. Các cửa hàng sắt gạo tươi là rất là phù hợp luôn. Mình để ở trong nhà để cửa hàng rất là đẹp. Hôm nay chúng tôi sẽ vận hành cho bà con xem cái chất lượng của máy. Đấy. Đây là có công tắc điện này. Đấy, công tắc điện bà con sử dụng và bật lên là ok. Máy này có luôn cả đèn báo điện. Đèn báo điện màu xanh. Đấy, máy trong tình trạng bình thường màu xanh, còn máy có vấn đề là sẽ màu đỏ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đấy, bắt đầu mở thì chúng ta sẽ cho cái nút này ra, nó kéo ra cho nó xuống. Tỷ lệ gãy của nó chỉ là 1% nhá. Ở đây có cái núm này. Đấy, chúng ta vặn ở bên trong thì nó sẽ trắng, mà vặn ra bên ngoài thì nó sẽ đen hơn. Đây là cái điều chỉnh tốc độ trắng của gạo. Thank you.
300 cân một giờ nhé. Năng suất trung bình 250 cân đến 300 cân một giờ. Chạy rất là êm. Và con xe có chất lượng cám. Còn đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.